theo báo cáo của Savills Việt Nam, đứng đầu trong số những yếu tố khiến người Việt xuống tiền để mua nhà, đó là vị trí của dự án. Thậm chí nhiều chủ hộ khi tìm hiểu dự án cũng không quan tâm tới chi phí vận hành như giá điện nước, phí bảo trì, dịch vụ. Đó là nguyên nhân xảy ra việc mất tiếng nói chung giữa khách hàng với chủ đầu tư cũng như ban quản lý dự án. Cũng theo nghiên cứu của Savills, với những bài học kinh nghiệm đã qua nhiều năm va chạm, người mua nhà Việt Nam cũng dành mối quan tâm hàng đầu cho chất lượng xây dựng của dự án. Điều đó lý giải tại sao mặt bằng chung sản phẩm bất động sản đang đi theo hướng thiết kế tỉ mỉ hơn và mặt kết cấu cũng chắc chắn hơn. Các chuyên gia bất động sản đánh giá vai trò quan trọng của yếu tố phong thủy đối với tâm lý của người mua nhà Á Đông nói chung và người Việt Nam nói riêng. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng khuyến khích người mua quan tâm tìm hiểu nhiều hơn về hạ tầng tiện ích cũng như chi phí vận hành của dự án mà mình hướng tới trước khi quyết định xuống tiền.